Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm khi mà mình điều trị mụn của mình. Thì lúc trước đó thì tuổi dậy thì mình da mình mọc rất là nhiều mụn, mụn bọc cũng như là mụn kém, ngay cả ở không chỉ ở mặt mà ở cả người của mình cũng có nữa. Thì mình cũng có sử dụng nhiều phương thức đặc trị mụn theo cách dân gian, nhưng mình thấy là không có kết quả cao. Khi mà mình có đi học đại học đó thì mình cũng có được một số bạn nói là đi bệnh viện để da liễu ở thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị, thì mình cũng có theo. Và khi mà điều trị thì mình thấy là cái tình trạng mụn của mình có thuyên giảm, nhưng mà không được như ý muốn, thì nó chỉ giảm một phần nào đó thôi, còn chi phí thì khá cao và đặc biệt là phải tốn công sức rất là nhiều. Thì mình có tìm hiểu ở trên trang web, mình có đọc ở trên mạng và mình thấy có cái thảo dược đặc trị mụn An An, thì mình cũng gọi điện cho nhân viên tư vấn, người ta tư vấn cho mình. Sau đó thì mình cũng có thử sử dụng một thời gian. Khi mà mình sử dụng thì mình thấy là sao mà những cái mụn mà mụn mủ đó thì nó sẽ se lại từ từ, còn cũng có những cái mụn mà nó tự nhiên mà lúc trước mình không có mà nó mọc hết lên, thì mình không hiểu lý do tại sao, mình rất là hoang mang lo sợ. Thì mình có xem lại cái hướng dẫn sử dụng của thảo dược An An, thì mình thấy là cái giai đoạn của nó là khi mà những cái mà mụn có sẵn thì nó khi mà bôi thuốc thì nó sẽ từ từ nó se lại, sau đó đẩy nhanh ra ngoài, còn những cái mụn nào ẩn ở da bên trong đó thì nó sẽ đẩy ra ngoài và nó tiếp tục nó se lại để nó khỏi. Thì mình sử dụng thuốc như vậy thì khoảng hơn 1 tháng thì cái da mặt của mình nó bong tróc ra rất là nhiều, bong tróc mụn, rồi lại có những cái mà vết sẹo mà lúc trước mà mình dùng tay mình lặn nó để lại vết thâm đó, nó cũng được lột ra hết, và dần dần thì cái tình trạng vết thâm đó nó không có còn thâm nữa. Và bây giờ mình thấy là cái da mặt của mình là không có còn thâm như lúc trước nữa, và mình thấy là nó bình thường. Và bây giờ nhiều người đi ra ngoài, nhiều người vẫn nói là da mình sao mà đẹp thế. Thì mình có thể chia sẻ một số bí quyết đặc trị mụn của mình, thì các bạn có thể sử dụng thử thảo dược An An. Bạn cứ lên trên trang web bạn tìm là có thảo dược An An hết, rất là nổi tiếng và có khắp cả trên cả nước đấy. Bạn thử sử dụng nhé, rất là hiệu quả.